qua một bản tin khác thì hai tướng không quân Cộng sản Việt Nam bị kỷ luật vì cấp nhà đất trái phép. Theo tin từ Hà Nội, Ủy ban kiểm tra Trung ương của Đảng Cộng sản trong cuộc họp từ ngày 24 đến ngày 26 tháng 7 thông báo kỷ luật hai tướng thuộc quân chủng Phòng không, Không quân liên quan tới việc sử dụng đất và cấp nhà trái phép. Đó là Trung tướng Nguyễn Văn Thanh, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chính ủy quân chủng Phòng không Không quân Cộng sản Việt Nam bị kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo. Thượng tướng Phương Minh Hòa nguyên ủy viên Trung ương Đảng, nguyên phó nhiệm Tổng cục Chính tranh Chính trị Quân đội Cộng sản Việt Nam, nguyên phó bí thư Đảng ủy, nguyên tư lệnh Quân chủng Phòng không Không quân Cộng sản Việt Nam bị Ủy ban kiểm tra đề nghị lên liên bang bí thư Đảng Cộng sản xem xét biện pháp kỷ luật. Thượng tướng Phương Minh Hòa đã trực tiếp ký một số văn bản cho phép sử dụng đất quốc phòng vào mục đích kinh tế, đồng thời mở những liên doanh bị cho là không đúng quy định. Trung tướng Nguyễn Văn Thanh đã cấp nhà và đất của quân đội cho những người lẽ ra không được hưởng quy chế này. Tại kỳ họp trước đó và cuối tháng 6, Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng Cộng sản đã kết luận rằng toàn thể ban thường vụ đảng ủy quân chủng phòng không không quân Cộng sản Việt Nam vào thời hai ông Phương Minh Hòa và Nguyễn Văn Thanh đứng đầu đã có nhiều vi phạm về sử dụng nhà đất công. Thông báo kỷ luật hai tướng không quân Cộng sản Việt Nam được đưa ra đúng lúc xảy ra vụ một chiến đấu cơ siêu 22 bị rơi ở tỉnh Nghệ An làm hai phi công bị thiệt mạng.